Tin vui cho quý vị có người thân trong gia đình hoặc bạn bè muốn nghe bác sĩ Kimberly thuyết trình trực tiếp bằng tiếng Anh thông qua webinar. Đây là một phương pháp thuyết trình trên mạng về các đề tài về da như da mụn, da nám, da nhạy cảm để giúp cho chúng ta có thêm kiến thức về cách chăm sóc da và chọn cho mình được những loại kem dưỡng da phù hợp. Đây sẽ là một chương trình rất hữu ích cho các em, nhất là những em nào không rành tiếng Việt. Thì để đăng ký miễn phí, xin quý vị gọi về số điện thoại 1-888-337-7264 hoặc gửi về địa chỉ email drkimberly@kimberlyskin.net. Kimberly xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình khoa học dưỡng da. Như thường lệ, cùng trò chuyện với Kimberly là chị Vi Lan. Chào chị Vi Lan. Chào bác sĩ Kimberly và xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay là chúng tôi nói về các em trong cái lứa tuổi dậy thì bị mụn. Phụ huynh cần phải làm cái gì để giúp cho con em của chúng ta hết mụn và cũng như là chống thẹo. Chị Vi Lan, chúng ta nói rất là nhiều rồi, thì bây giờ đấy chúng ta cần phải bỏ lên màn hình một cái hình của một vị khách tên là Đạt Ngô. Qua cái chương trình thiện nguyện mà cậu này là ở từ San Jose Acne Center, thưa quý vị. Và mình nói cậu thì nghe thấy lớn tuổi lắm, nhưng mà thật sự chỉ 13 tuổi mà thôi, thưa quý vị. Và bị mụn rất là nhiều. Và bây giờ quý vị thấy ở dưới là những cái máu, mủ. Thành ra chị thấy bên ngoài mình nhìn thấy nó đen thâm. Và tất nhiên là mình thấy máu bầm, phải không? Và đồng thời quý vị thấy thẹo, mà loại thẹo này là thẹo rỗ. Thành ra quý vị nhớ rằng nếu chúng ta muốn chống mụn cho con em mà chống thẹo nữa, thì quý vị cần phải bắt đầu từ ngay bây giờ. Bắt đầu từ ngay bây giờ bằng cách nào thưa quý vị? Rất là dễ. Có cái số điện thoại quý vị gọi vào để làm hẹn. Thứ nhất là để hướng dẫn cho bác sĩ Kimberly hướng dẫn cho các em cái cách ngừa mụn cũng như là chữa mụn nếu mà các em bị mụn mà chữa hoài không hết. Và cái số điện thoại miễn phí đó là 888 đẹp sang, tức là 888-337-7264. Để mà gọi vào ghi danh cái lớp webinar bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Việt, thưa quý vị cũng được. Gọi và vào FaceTime. Còn nếu mà quý vị nào mà ở gần các địa điểm của chúng tôi, thứ nhất là Atlanta. Chúng ta có Atlanta, thì quý vị biết là chúng tôi tọa lạc ở trên đường Jimmy Carter ở City North Cross, ở ngay bên cạnh sát cạnh siêu thị Hồng Kông. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị nào có cơ hội đến thì quý vị sẽ gặp hai cô rất là dễ thương, đó là Fiona với lại Vi. Quý vị cứ gọi cái số địa phương 404 đó, hoặc là cái số miễn phí không có hẹn cũng được, nhưng mà nếu quý vị có thể gọi trước thì tốt thôi. Rồi sau đó là chúng tôi có Houston, Texas, ở ngay trên đường Bel Air, thưa quý thính giả, ở ngay trong cái mall Hồng Kông. Cũng quá là thuận tiện cho quý vị ghé qua ngay trong mall luôn. Và cái địa điểm kế đến đó là cái địa điểm ở miền Bắc California. Bắc Cali. Đó là từ cái như là đó là một cái địa điểm mà Đạt Ngô đã đến để tham khảo về da. Và qua cái chương trình thiện nguyện của San Jose đó, thưa quý vị, thì chúng tôi được bố mẹ cho phép chia sẻ cái hình ảnh để mục đích là để cho chúng ta cùng nhau học hỏi về cách chữa trị mụn, ngừa mụn. Thì Kimberly thấy rất là đau lòng khi mà con em bị mụn như vậy đó. Thì bây giờ để nói tiếp về thêm một địa điểm nữa là miền Nam Cali, dĩ nhiên rồi. Mà trên đường beach khai trương tưng bừng, có chị Vi Lan có mặt đó. Tháng 7 đã vừa khai qua trương, thưa đúng vậy. Có nhiều người hỏi là tại sao mà quý vị thấy các ban khánh thành như vậy, nhưng mà thật sự nó chỉ nằm ngay bên cạnh cái Acne Center, cái địa điểm mà chính của công ty đó là Apogee. Thì thưa quý vị, lý do là vì mình muốn cho con em có một cái địa điểm riêng và để mình cho con em cảm giác là mình chú trọng đến cái làn da mà cho mụn, chứ không phải là tại đôi khi các em bị bắt cóc để đưa đến để tham khảo mà phải đến cái clinic của các vị làm cha mẹ, thì đôi khi các em lại không vui cho mấy, nói là cái chỗ này là của bố mẹ mà bây giờ đưa con đến, thì các em rất là vui khi đến các Acne Center để chữa trị. Thưa quý vị, thì bây giờ đấy, quý vị thấy cái hình của Đạt Ngô, bây giờ chúng ta trở lại nhé. Thì chị thấy là cái phương pháp Apogee hiện giờ Đạt Ngô cũng đang chữa và cũng chữa một thời gian với Quang Minh, là một cậu ở bên Atlanta đó, thưa quý vị. Cậu đó là 17 tuổi mà hồi nãy mình nói là hay bị đuổi việc là vì bưng tô phở rồi máu xịt ra, máu mụn xịt ra rồi đó. Mụn thì Đạt
đạt ngô đó thì cũng cũng có tình trạng, cũng một cái tình trạng giống như vậy là cha mẹ cũng cần cái sự giúp đỡ. Thành ra quý vị thấy rằng nếu quý vị có thể giúp một người bằng cách truyền cái số phone miễn phí cho cái người đó, dù người đó là không phải là người không thân, phải thân người quen gì cũng hết. Không... Thì... Nhưng mà quý vị nhìn thấy cái tình trạng đó thì quý vị chia sẻ. Và cái số điện thoại đó rất là dễ nhớ, đó là cái số 888 đẹp sang, tức là 888-337-7264, 888-337-7264. Và sẵn đây cho Vilan xin được giới thiệu promotion đặc biệt trong cái chương trình này. Quý vị đang xem, quý vị muốn là có những cái món quà, những cái chương trình đặc biệt thì đây là cái giây phút mà quý vị cần phải chú ý. Quý vị mua 100 đồng thôi, chỉ cần 100 đồng là quý vị sẽ được tặng ngay một cái mousse bọt biển, một cái brush, và quý vị được tặng một cái acne giáp để mà chấm một cái là mụn sẽ biến mất vào ngày mai rồi, thưa quý vị. Rất là đặc biệt. Và mua 150 đồng quý vị cũng được tặng cái brush, rồi cái mousse cũng như là cái acne giáp, mà quý vị lại được tặng thêm cái pore refining palm. Một chút xíu nữa bác sĩ Kim Ly sẽ nói về cái món quà đặc biệt này. Và cái món quà sau cùng tuyệt vời lắm thưa quý vị. Quý vị chỉ cần mua 300 đồng thì quý vị được tặng một cái mousse, một cái brush, cái acne giáp, và cái máy này là cái máy hút mụn quý vị nha. Hút mụn rất là êm, quý vị nghe không? Vi Lan để ngay cái micro mà không thấy nghe gì hết. Rất là êm để mà hút mụn, cũng như là vừa êm vừa rất là hữu hiệu. Mà tại sao chúng ta phải cần có những cái món quà này thì thưa quý vị, bác sĩ Kim Ly sẽ giải thích cho chúng ta nghe. Bây giờ quý vị gọi vào ngay dùm cho Vi Lan. 888 đẹp sang, tức là 888-337-7264. Tại sao mình cần cái acne giáp? Dạ thưa chị Vi Lan, trước khi trả lời câu hỏi đó thì Kim Ly xin mời quý vị xem cái hình của một người và nói là có mụn rồi để lại thẹo. Cho nên nếu mà chúng ta hút hết những cái mụn nó ra thì mình mới có thể ngừa được thẹo. Tại cái thẹo đó có thể nó càng ngày càng sâu, tại vì trong cái túi mà nó là cái gọi là mình gọi là whitehead, nghĩa là cái túi mà nó bọc đầu trắng hay là mà túi mà có chất có những cái infection trong đó, vi trùng trong đó đó thưa quý vị, thì nó sẽ ăn cái thịt của mình. Mình nói nôm na là như vậy. Rồi nó sẽ để lại những cái thẹo đó, mình gọi là thẹo rỗ. Thành ra quý vị thấy là nếu quý vị muốn chống những cái thẹo đó cho con em quý vị thì thứ nhất là cái acne giáp đã nói là quà tặng của công ty rất là có giá trị, phải không? Acne giáp mình giáp lên để cho nó lấy hết những cái mụn nó ra, rồi nó sẽ khô lại để cho nó không có đào sâu và nó không để lại những cái thẹo rỗ như vậy. Rồi còn cái máy hút mụn này là hợp tác với cái chương trình phương pháp chữa trị mụn, phương pháp Apogee đó thưa quý vị, là nó sẽ làm sạch cái chân lông, cái pore refining balm mà mình tặng đó, là nó sẽ đẩy hết những cái mụn cám lên trên để cái máy hút mụn này hút ra. Wow, đó, thì chị tuyệt thấy vời. Rất là lý tưởng. Vâng. Đó, thành ra là quý vị đừng chần chờ gọi vào ngay. Vi Lan nhắc lại thật là nhanh, 100 đồng thôi quý vị sẽ được tặng một cái mousse, một cái brush cũng như là một cái acne giáp, và 150 đồng thì được tặng một cái brush, một cái mousse và cái acne giáp cũng như là cái pore refining palm. Và món quà giá trị nhất thưa quý thính giả đó là 300 đồng thì quý vị được tặng 3 món quà: mousse, cái acne giáp cũng như là cái brush và cái máy hút mụn rất êm và hữu hiệu, phải không thưa quý thính giả? Đừng chần chờ gọi vào ngay dùng cho Vi Lan, đó là 888 đẹp sang, tức là 888-337-7264. Và cũng cái số điện thoại này quý vị gọi vào ghi danh cho các em để mà cái cho lớp cái webinar. Webinar thưa quý vị, web nghĩa là trên internet, trên mạng đó. Đó là webinar, giống như là cái seminar mà cái này không cần phải đi ra khỏi nhà. Quý vị có thể ghi danh bằng cách là gọi chúng tôi cho cái email, rồi cái lúc đó là chúng tôi sẽ liên lạc và cho quý vị biết là cái ngày giờ nào quý vị có thể cho các em xem cái webinar đó. Do chính Kimberly thuyết trình thưa quý vị bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, nó sẽ có hai cái loại webinar khác nhau. Nên rất mong quý vị lấy cơ hội này để cho Kimberly giúp quý vị một tay. Tại vì đôi khi quý vị phụ huynh nhìn con em một lần nữa, chủ đề của chúng ta, nhìn con em mà thấy rất là đau lòng. Ai mà không thấy đau lòng phải không chị? Không làm gì được thì cũng không được. Mà làm sai là mình thì làm hư cái đàn da non thì cũng không được luôn. Rốt cuộc chị thấy nếu mà mình không chữa tận gốc, những cái phương pháp khác mà nó chữa được dù có da hư đi chăng nữa thì quý vị nói là ok tôi cũng là thành công phân nửa rồi. Nhưng mà thật sự nó cũng sẽ không chữa được. Đó là lý do mà Kimberly nghiên cứu ra cái phương pháp Apogee. Tại phương pháp Apogee là chữa tận gốc, tận trong. Mình đã nói cái chân lông, 20.000 cái chân lông mà dơ thì nó sẽ mang lại mụn. Quý vị cần phải cho con em một cái phương tiện, một cái bộ cái bộ Apogee, nghĩa là một cái phương tiện để giữ sạch và vệ sinh cho làn da cũng như cho răng. Thành ra quý vị thấy là cái đó là cái bí quyết
mà chúng ta cần phải đưa đến cho con em, đưa đến tận tay cho con em. Không những phải có cái bí quyết mà phải có cái hiểu biết nữa, thưa quý thính giả. Và cái hiểu biết đó thì xin mời quý vị gọi vào cái số điện thoại miễn phí để các em có thể học hỏi bởi những cái lớp webinar mà bác sĩ Kimberly giới thiệu. Số miễn phí đó là 888 đẹp sang, tức là 888-337-7264, 888-337-7264. Chị Vy Lan cảm ơn chị. Và thưa quý vị, Kimberly rất mong là quý vị đưa con em đến tất cả những nơi nào mà gần nhất của nơi quý vị cư ngụ, hoặc là quý vị một lần nữa là gọi Kimberly to FaceTime hoặc là lên webinar. Rồi còn nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì quý vị cứ gọi số phone đó để chúng tôi có thể giúp quý vị một tay. Đồng thời nếu quý vị nào mà biết ai mà đang có mụn, mà đang gọi là suffer về mụn, đau khổ vì mụn. Để cho muốn giúp cái tự tin của người đó, Kimberly rất nghĩ rằng nếu mà chúng ta có tự tin, chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc và là thành công trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình kỳ tới. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ, xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Kính chào quý vị. Chào. Apogee by Dr. Kimberly có nhiều chi nhánh tại các thành phố đông người Việt sinh sống như Atlanta, Seattle, Houston, Garland, Arlington, Texas, Nam Cali và Bắc Cali. Nếu quý vị nào ở gần các địa điểm của bác sĩ Kimberly, quý vị có thể đến để được rọi da miễn phí hoặc tham khảo để hiểu rõ hơn về tình trạng da của quý vị. Hãy gọi ngay 1-888-337-7264 để lấy hẹn. Apogee chuyên chữa nám, nám khó chữa, mụn, thẹo và các triệu chứng của làn da như khô, rát, ngứa hoặc nóng. 1-888-337-7264.